Kính thưa quý vị, Jimmy Fallon tiếp quản chương trình The Tonight Show của Jay Leno, một trong những chương trình giải trí đêm khuya The Tonight Show được phát vào khung giữa đêm với Jay Leno sẽ không còn nữa, thay vào đó là sự có mặt của Jimmy Fallon. Người dẫn chương trình 62 tuổi Jay Leno trên đài NBC đã thực hiện show giải trí cuối cùng trước khi hết cộng tác với đài. Rất nhiều người hâm mộ đã xếp hàng chờ đợi để được vào tham dự và theo dõi Jay Leno. Với 22 năm kinh nghiệm điều khiển cho nhiều chương trình lớn, dấu ấn của anh khó phai trong lòng khán giả. Quyết định của đài NBC nhằm mang lại một số lượng khán giả trẻ trong khung giờ vàng, trong khi Jay Leno và nội dung chương trình chỉ hấp dẫn với lứa tuổi từ 50 trở lên. Hiện chương trình đêm khuya của NBC và Jay Leno đang dẫn đầu với 3.5 triệu người xem so với 3 triệu người xem của đối thủ David Letterman trên đài CBS. Còn đối với Jimmy Fallon, anh cho biết rằng rất vinh dự và tự hào khi được tiếp quản chương trình này. Trước đó, Jimmy Fallon cũng đã ấn tượng với người hâm mộ trong những chương trình The Late Show của chính anh hay với các chương trình Saturday Night Live vào mỗi cuối tuần. Chương trình The Tonight Show sẽ cùng được trở lại với Jimmy Fallon, thâu hình tại trung tâm của NBC tại Rockefeller, New York và phát hình vào ngày 17 tháng 2 sắp tới trên băng tần NBC.